Hello, hello, chào anh em. Là làm ở đây, Đại nghiệp và các for you. Rất vui được gặp lại anh em trong chuỗi series AutoCAD Tips. Thì chuỗi series này mình chủ yếu chia sẻ với anh em những cái mẹo hay, những cái thủ thuật hay và những cái cách để chúng ta sử dụng phần mềm AutoCAD sao cho hiệu quả và ít tốn công suất nhất. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn cho anh em cách sử dụng bảng Property và bảng Quick Property Thật sự cái bản này rất hay và lời nhắc nhủ trong video đó của mình đó là hãy sử dụng thật tốt Hai cái bản này nó sẽ giúp ích được cho anh em rất nhiều Ok quay trở lại chuỗi series này Trong video ngày hôm nay AutoCAD Tips 09 Mình sẽ giới thiệu cho anh em thế nào là paleo thế nào là block, Khi nào chúng ta sử dụng paleo, khi nào chúng ta sử dụng block và những cái công dụng của nó áp dụng vào trong những cái đối tượng, những cái bản vẽ như thế nào Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em ngọn ngành và rất chi tiết về cái vấn đề này hy vọng có thể giúp ích được cho anh em nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like một subscribe nhớ bật cái chuông lên để tiện theo dõi những cái video của mình và đặc biệt hơn nữa là hãy share video này đến tất cả những anh em khác để những cái tip hay những cái thủ thuật hay được nhiều anh em biết đến để áp dụng vào trong công việc ok let's go Ok để bắt đầu cho video ngày hôm nay thì có hai khái niệm mình cần anh em hiểu và nắm rõ cho mình đó là layer và block. Có thể nói hai đối tượng này là hai đối tượng quan trọng nhất trong phần mềm AutoCAD. Bất kỳ bản vẽ nào thì đều có sự xuất hiện của hai yếu tố này. Thì anh em có thể quan sát à, sử dụng ở phần mềm AutoCAD nhiều thì anh em sẽ hiểu rõ thôi. Rồi, đầu tiên đó là về block thì mình cũng đã có một cái chuỗi video để nói về nó thì trong tương lai mình sẽ bổ sung thêm những cái video hướng dẫn tạo ra những cái blog cụ thể. Layer cũng vậy, trong tương lai mình sẽ làm ra những cái video để hướng dẫn cho anh em những khái niệm về những cái thao tác cũng giống như là những cái vấn đề mà liên quan đến layer thì anh em có thể theo dõi nhé trong giới hạn của video này thì mình xin giới thiệu cho anh em những cái khái niệm cơ bản và tổng quát nhất để cho anh em hình dung phục vụ cho cái video ngày hôm nay đầu tiên đó là về blog giả sử anh em có một nhóm đối tượng riêng lẻ rời rạc với nhau anh em muốn đóng khối và group nó lại thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh block hay nó có khác là, là, chúng ta sẽ đóng khối các đối tượng nó lại thành một thể thống nhất trường hợp khi mà chúng ta sử dụng block khi mà trong cái bản vẽ đó cái đối tượng đó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần cái mục đích chính để tạo ra block đó là tiện quản lý và tiện thao tác giúp cho anh em chỉnh sửa liên hoạt khi mà chúng ta thay đổi một cái chi tiết nào đó trong cái block đó đây ở đây mình có một cái block như thế này giả sử trong một bản vẽ hoặc là trong một số bản vẽ trong một cái dự án của anh em cái chiếc xe này xuất hiện rất là nhiều lần để tiện quản lý và thao tác thì anh em block đó lại block cái chiếc xe này lại và sử dụng nó khi mà anh em muốn thay đổi một cái chi tiết ví dụ sửa đi cái ghế này đi thì lúc đó anh em chỉ việc vào cái block và anh em chỉnh sửa nó lại thôi thì tất cả những cái block mà lúc nãy anh em copy ra thì nó sẽ thay đổi hàng loạt theo trong trường hợp mà anh em không đóng lắp nó lại thì anh em phải đi sửa từng đối tượng từng chiếc xe đơn lẻ như thế này anh em hiểu không đó là về blog tiếp theo đây mình xin giới thiệu cho anh em về layer chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này để cho anh em dễ dùng chúng ta sẽ vẽ một cái đường line và sau khi mà chúng ta vẽ xong chúng ta sẽ kết vào nó và mở cái bảng property này lên mình xin nói thêm đó là trong lúc mà anh em thao tác đó, anh em nên bật cái bảng property này lên để cho anh em chỉnh sửa một số cái thuộc tính à, chỉnh sửa nhanh một số thuộc tính mặc dù nó chiếm đi một cái phần diện tích trên màn hình thì nhưng mà nó không đáng kể mấy nhưng mà nó phục vụ cho anh em rất là nhiều đó là mình xin chia sẻ thêm rồi sau khi mình vẽ xong mình kết vào đường like đó và trong bảng property này nè nó sẽ hiện ra một số thuộc tính của cái đối tượng đó đầu tiên trong cái mục general anh em chú ý cho mình trong cái mục general Đầu tiên đó là về color là màu sắc. Thứ hai đó là layer cũng là cái đối tượng mà mình muốn giới thiệu tiếp theo đây đó là layer. Rồi, light là kiểu đường nét. Light scale đó là tỷ lệ scale phóng to thu nhỏ của cái light đó. Block style là dạng in kiểu in. weight là chiều dày nét. Chamber can là độ đậm nhạc của đối tượng Hyperlinks và Tinex. Rồi, đó là một trong những cái thuộc tính cơ bản của cái đối tượng Line này trong đó nó sẽ có một cái thuộc tính lớn một cái thuộc tính đặc biệt được gọi là layer đây nó thuộc là layer thiết bị thi công này để hình dung mình sẽ mở mốt một cái file và chúng ta sẽ gõ lệnh layer để mở cái bảng layer lên thì khi mà chúng ta tạo mới một cái file trong đó nó sẽ xét cho mình một cái layer mặc định đó là layer không nó sẽ bao gồm những cái gì những cái thành phần nào trong cái bảng này thì trong cái chuỗi series layer mình sẽ giới thiệu cụ thể và chi tiết với anh em rồi ở đây mình sẽ quan sát anh em quan sát cho mình những cái thuộc tính như là về màu sắc kiểu đường nét chiều dày transparency và plot đây đây là những cái thuộc tính cụ thể cho các thuộc tính của lớp mà các đối tượng được phân bổ và quản lý tức là những cái thuộc tính này nè nó sẽ nằm dưới sự quản lý của cái thuộc tính đặc biệt đó là layer để tạo mới một cái layer anh em click vào cái cái đây chúng ta sẽ tạo mới là layer một sau khi mà chúng ta tạo mới rồi chúng ta sẽ xét cho nó uh, những cái layer này rồi chúng ta sẽ xét như vậy đối với mỗi layer á, tức là lớp á, đối với mỗi lớp thì nó sẽ có những cái thuộc tính cụ thể về màu sắc về lai tai về lai way đó là về layer như vậy anh em có thể thấy đó là trong một block nó sẽ chứa một hạt nhiều layer và trong một layer nó sẽ chứa nhiều thuộc tính cụ thể khác nhau thì đó là như mình xin giới thiệu cho anh em về layer và block rồi như vậy thế nào là buy layer thế nào là buy block khi nào chúng ta chọn buy layer khi nào chúng ta chọn buy block tiếp theo đây mình xin chia sẻ với anh em luôn đầu tiên đó là về buy layer thuộc về lớp đang chứa đối tượng đó diễn giải dài dòng có nghĩa là nếu một đối tượng nào đó thuộc một layer có kiểu đường là light thai màu đỏ độ dày nét là 0.15 thì nó cũng có những cái tính năng y như là lớp đang chứa nó mình xin đi qua toàn cái luôn để cho anh em nắm nhé rồi sau đó mình sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể cho anh em hình dung rồi về ba block thuộc về block đang chứa nó đang chứa cái đối tượng đó diễn giải ra dòng đó là nếu một đối tượng có tính năng này thuộc một block có kiểu đường là highlight hai màu đỏ độ dày nét là 0.15 thì nó cũng có những cái tính năng này y như là block đang chứa nó chứ không phải là những cái tính năng của layer đang chứa block đó anh em hiểu không cho mạng nó ghi vậy đó những cái giáo trình cho mạng nó ghi vậy đó anh em hiểu không thật sự là đọc rất là khó hiểu rồi, đúng không ở đây mình xin nói ngắn gọn cho anh em hiểu khi mà chúng ta chọn ba layer thì cái đối tượng này nó sẽ nhận những cái thuộc tính của cái layer dưới sự quản lý của cái layer đó ví dụ chúng ta cấp vào này là thiết bị thi công đúng không chúng ta sẽ mở cái bảng à, chúng ta sẽ mở cái bảng layer lên chúng ta sẽ coi thiết bị thi công khi mà chúng ta xét cái đường đó là layer là thiết bị thi công thì nó sẽ nhận những cái thuộc tính của cái layer nó đang xét nó đây nó sẽ nhận cái thuộc tính về màu sắc là màu 164 kiểu nét là liên tục chiều dày là 0.000 đây đó là những cái thuộc tính cơ bản của cái layer này khi mà chúng ta xét ba layer rồi khi mà chúng ta xếp by block ta kết vào block này thì khi mà chúng ta cấp vào block và chúng ta sẽ chọn cho nó những cái thuộc tính như thế này khi mà chúng ta chọn về đây và chúng ta xét cho nó một cái layer như thế này đây thì nó sẽ nhận những cái thuộc tính của cái layer này chứ không phải là những cái thuộc tính của các đối tượng tạo nên cái block đó đây chúng ta ít ra đây chúng ta ít ra và rõ ràng chúng ta thấy trong này là những cái đối tượng là nét không đúng không nhưng mà mở cái bảng này lên nét không nét không là nét màu đen À, nét không mà nét màu đen mà rõ ràng trong cái block này em có thể thấy đó là nét màu hồng thì rõ ràng nó sẽ quản lý trực tiếp bởi cái block này và mình đang gắn layer cho cái block này đó là thiết bị thi công thì nó sẽ nhận những cái thuộc tính mà mà mình xét trong cái layer thiết bị thi công Ok thì nói lý thuyết cho mạng khá là mơ hồ và làm cho anh em khó hình dung đúng không thì ở đây mình có vẽ ra một cái sơ đồ tóm tắt như thế này mình sẽ lấy ví dụ cho từng cái trường hợp luôn đầu tiên trường hợp đầu tiên là ba layer giả sử chúng ta có một đối tượng A ở đây mình sẽ lấy một cái đường line đơn giản thôi cho nó dây lên cái thuộc tính mà mình muốn show cho anh em đó là về màu sắc bởi vì là nó thể hiện sự khác biệt làm cho anh em dễ hình dung hơn rồi chúng ta có một cái đường line như thế này và chúng ta gắn cho nó là layer một layer một có các thuộc tính về màu sắc là chúng ta sẽ để là ba layer đây rồi à, sau khi mà chúng ta đã có một cái đối tượng này rồi chúng ta sẽ block cái đối tượng này lại thành một cái block rồi chúng ta sẽ có một cái block như thế này và sau khi mà chúng ta block rồi chúng ta chọn vào cái block đó và tiếp tục chúng ta gán cho nó là layer 2 block nó lại và gán cho nó là layer 2 vậy kết quả cuối cùng mà chúng ta nhận được đó là nó sẽ lấy tất cả những cái thuộc tính từ layer 1 đó là về màu sắc nè về màu sắc layer 1 đâu layer 1 trong cái bảng layer này thì nó là màu trắng thì anh em có hiểu không đó nó sẽ lấy cái màu trắng này là ra kết quả cuối cùng rồi, à, sau đây là mình sẽ lấy một cái ví dụ cho block để cho anh em so sánh nè. Rồi, tiếp tục chúng ta vẫn có một đối tượng A và chúng ta vẫn gán cho nó là leo 1 có các thuộc tính là nó chỉ khác một cái là chúng ta ở bước này nè, chúng ta sẽ chọn và nó là leo 1 nhưng mà trong cái mục color á, chúng ta sẽ gán cho nó là by block. Đó, khác biệt ở đây là by block. Rồi, sau khi mà chúng ta đã gán cho nó by block rồi, chúng ta sẽ cơ, à, block nó lại. Shift Ctrl C, Shift Ctrl V để block nhanh. Rồi, sau khi mà chúng ta block nó lại rồi, chúng tiếp tục chúng ta gắn cho nó là layer 2. Rồi, rõ ràng anh em có thể thấy gắn cho nó layer 2. Layer 2 là layer mà chúng ta đâu là layer có màu hồng. Thì rõ ràng sau khi mà chúng ta block lại rồi thì cái à, cái đối tượng này chúng ta gắn cho nó là layer 2. Vậy kết quả nó cho ra cuối cùng đó là nó sẽ lấy tất cả những cái thuộc tính. Nó sẽ lấy tất cả những cái thuộc tính của layer 2 về màu sắc đường nét ở đây mình chỉ nói về màu sắc thôi thì à, giả sử trong cái bước này trong cái bước này anh em chọn gán cho nó là layer 2 thì anh em muốn layer hai nó có cái màu hồng nhưng mà anh, anh em không muốn màu hồng thì anh em có thể chỉnh ở đây là một bất kỳ một cái màu nào cũng được hết đó là sự khác biệt giữa ba layer và 3 block rất là hay nó rất là linh hoạt anh em muốn chỉnh sao anh em chỉnh thì đó là mình lấy một cái sơ đồ như thế này mình vẽ ra một cái phát thảo một cái sơ đồ này làm cho anh em dễ anh dùng như vậy cái ứng dụng của ba layer khi nào và ba block khi nào Đầu tiên đó là về ba layer khi mà cái đối tượng đó nó không thay đổi nhiều về cái thuộc tính, ví dụ như là về màu sắc, về đường nét, về về chiều dày. Cái đường cái đối tượng đó nó không thay đổi nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng ba layer. Rồi, ba block khi nào? Ba block mà khi mà chúng ta muốn thay đổi một số thuộc tính cơ bản, ví dụ như là về màu sắc, đường nét nhưng mà nó vẫn nằm trong cái block đó thì chúng ta sẽ set nó là buy block và điều kiện sử dụng của cái buy block này đó là chúng ta phải đóng khối nó lại rồi sau khi mà chúng ta đóng khối á ra ngồi chúng ta sẽ tùy chỉnh được những cái thuộc tính này thì mình sẽ lấy những cái ví dụ cụ thể cho anh em dễ hình dung luôn rồi mình sẽ lấy một số ví dụ đầu tiên đó là một số đối tượng riêng lẻ như thế này đó rất là nhiều thứ hai đó là về hết tiếp theo là test và về đêm thì mình sẽ nói những cái ví dụ tương ứng với những cái trường hợp này để cho anh em dễ dùng à, khi mà chúng ta xếp ba layer á, thì sao thì những cái đối tượng này những cái đối tượng này những cái đối tượng trên màn hình này thì nó sẽ nhận những cái thuộc tính mà layer nó đang gắn ví dụ những cái đối tượng này chúng ta quét qua nó đang gắn thuộc tính đó là 0.05 thì nó sẽ nhận những cái thuộc tính mà cái layer 0.05 này đang gắn trong cái bảng layer này rồi những cái thuộc tính đó bao gồm đó là về màu sắc là màu trắng live style là đường nét liền way là 0.05 đó là nó nó sẽ nhận những cái thuộc tính trong cái bảng này đối với cái layer 0.05 đối với cái layer mà nó đang gắn thì khi khi đó chúng ta thay đổi những cái thuộc tính của cái layer đó thì phía ngoài này nó sẽ tự nhảy theo nó sẽ tự nhảy theo ở đây mình sẽ lấy ví dụ đó là về màu sắc chúng ta sẽ chọn cho nó là về màu đỏ đi thì phía ngoài nó sẽ nhảy theo rồi light tai đó là về đường nét kiểu đường nét chúng ta sẽ chọn cho nó là nét đất đi Ok. Rồi, tại vì cái tỷ lệ scale nó đang quá, nó đang quá là nhỏ thì chúng ta sẽ quét chọn nó và chúng ta sẽ cho nó lớn lên là 100. 100 thì quá lớn cho để đó. Thì những cái những cái thuộc uh, thì nó sẽ nhảy theo sự điều chỉnh của anh em trong cái bảng layer. À, tức là chúng ta sẽ chỉnh những cái thuộc tính trong cái layer đó thì những cái đối tượng mà nó gán đang gán cái layer đó nó sẽ nhảy theo. Rồi, đường nét đường nét thì khó hình dung đúng không Chúng ta sẽ chọn cho nó dày lên đi 0.3 rồi chúng ta sẽ bật cái la quay lên thì đó nó rất là đậm nó rất là đậm ở đây chúng ta sẽ chọn nhỏ lại đi là 0.9 đi. thì nó cũng đủ phân biệt luôn thôi đó thì nó rất là đậm khi mà chúng ta thay đổi những cái thuộc tính trong này thì nó sẽ tự động thay đổi theo rồi chúng ta sẽ qua phần này rồi ba layer để sử dụng hai cái đặc điểm này thì chúng ta phải block nó lại để chúng ta vào cái môi trường block á để chúng ta sử dụng chúng ta sẽ block nhanh bằng cách đó là chúng ta sẽ quét chọn đối tượng và chúng ta sẽ nhấn ctrl shift c và sau đó chúng ta sẽ nhấn ctrl shift v để tạo block nhanh thì trong chữ series uh, block trong autocad đó thì mình cũng đã giới thiệu cho anh em rồi thì anh em có thể xem lại nhé ở đây mình tiện thể mình nói lại với anh em luôn rồi chúng ta sẽ vào À, chúng ta sẽ vào cái blog này để chúng ta thao tác rồi chúng ta sẽ quét tất cả đối tượng này và anh em có thể thấy anh em có thể thấy trong blog này thì về màu sắc đang để là bài chúng ta sẽ đang để là ba layer light eye là bay layer light way cũng là ba layer thì là scale chúng ta cho một đi rồi chúng ta sẽ close cái blog này lại hiện tại hiện tại cái blog này đang set cho nó những cái thuộc tính đó là ba layer thì ra ngoài ra ngoài anh em chọn đối tượng và trong cái bảng property này nè thì anh em muốn anh em sẽ click vào đây thì rõ ràng nó sẽ không nhận nó sẽ không nhận những cái thuộc tính mà cái layer đang gán cho cái block đó đây ví dụ layer nó là là thiết bị thi công nhưng mà trong cái bảng layer này nè thiết bị thi công đang để là màu màu xanh màu xanh nhưng mà những cái đối tượng trong này nó đang vẫn là màu đen tức là nó vẫn đang nhận những cái thuộc tính từ cái layer là 0.05 Anh em hiểu không Thì lúc đó cái tính linh hoạt nó sẽ không cao Ví dụ chúng ta muốn copy ra như thế này Rồi chúng ta muốn thay đổi Cũng cái block này nha cũng block này Mà chúng ta muốn những cái đường line này Là những đường màu đỏ Thì lúc đó Anh em chỉ có việc đó là anh em chỉ phá block nó ra Và anh em lại gán cho nó Những cái Anh em lại gán cho nó cái layer mà nó có màu đỏ Anh em gán layer cho nó Anh em có màu đỏ hoặc là trong cái bảng này anh em xét cho nó trong cái layer 0.05 này em chỉnh lại cho nó là màu đỏ thì đó nó rất là bất tiện và nó không linh hoạt đó là tính năng của ba block ngược lại đó là tính năng của ba block đây đây mình sẽ làm ví dụ luôn rồi cũng cái block này nha mà chúng ta sẽ copy qua này sẽ copy qua này và chúng ta extra chúng ta explore nó ra để cho anh em hình dung nhé rồi chúng ta tạo lại một cái block chọn c cần chọn v Shift rồi chúng ta sẽ chọn điểm gán chúng ta sẽ mua xuống và chúng ta sẽ vào chúng ta sẽ vào block này chúng ta sẽ vào block này và chúng ta sẽ xét cho nó là ba block chúng ta sẽ chọn tất cả đối tượng này hiện tại là cũng chúng ta vẫn sẽ để layer là 0.05 nha anh em và color nè ba block tay ba block quay ba block thật sự là những cái thông số này rất hay thay đổi rất hay thay đổi mình chỉ chỉnh những cái thông số mà nó hay thay đổi thôi đó là về màu sắc đường nét và chiều dày rồi tất cả những cái đối tượng này đang để là bài block chúng ta thoát ra ngoài rồi nên thấy sự khác biệt là không sau khi mà chúng ta thoát ra ngoài thì cái block này nó sẽ nhận những cái thuộc tính mà cái layer đang gắn cho block đó layer này thì mình xin nói thêm đó là sau khi mà chúng ta tạo một cái block ấy, thì block đó cũng là một đối tượng mà đối tượng thì sao thì phải có layer một đối tượng phải có layer để chúng ta quản lý chúng ta sẽ kết vào này và điều hiển nhiên chúng ta sẽ chỉnh những cái thuộc tính và vừa rồi mà mình đỡ bài block á trong cái bảng channel uh, general này chúng ta sẽ thay đổi là thành màu red màu đỏ và màu đỏ muốn nó màu xanh thì thành màu muốn nó thành màu xanh thì chỉnh nó màu xanh đó nhanh không rất là nhanh và rất là tiện lợi ở cuối video thì mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái trường hợp nào những cái căn người nào mà hay sử dụng cái chức năng này nhé đó, này anh em thấy không rất là tiện lợi màu vàng các kiểu đó là về màu sắc rồi vẫn sẽ chọn vào cái block này và chúng ta sẽ chọn cho nó là live tay này chúng ta sẽ chọn cho nó là nét đất nét chấm thì rõ ràng nó sẽ ra nét chấm cho anh em nét đất đây cho dễ dùng đó thì tất cả những cái đường này sẽ thành nét đất điều chỉnh rất là linh hoạt rất hay anh em ạ à. rất là hay dùng mình sử dụng cái tính năng này mình hay rất là hay sử dụng cái tính năng này vì cái tính thiết thực và cái tính hiệu quả của nó rất là cao nên mình phải ra cái video này cho anh em gửi đến cho anh em rồi tiếp theo đó là về like tay về live quay chúng ta sẽ chọn cho nó lớn hơn đây chúng ta sẽ bật cho nó đây, đây hiện tại nó cũng đang rất là lớn rồi đúng không? anh em có anh dùng chọn càng lớn thì nó thay đổi nè anh em thấy không? À, thay đổi rất là linh hoạt, rất là linh hoạt và rất là hay rồi tắt nó đi. đó là ví dụ đầu tiên trong cái việc mà chúng ta sử dụng 3 layer hay là 3 block đó anh em thấy không? cũng cái block đó nhưng mà đối với cái block này thì anh em chỉ sử dụng chỉ chán cho nó một cái thuộc tính cố định thôi. tức là màu sắc là màu gì trong cái layer này trong cái bảng này nè. nó là màu gì thì nó chỉ là một thôi. ví dụ trong đây chúng ta chọn cho nó và chúng ta sẽ xét cho nó là về một cái màu sắc cố định đây là màu red ra ngoài rồi ra ngoài ở đây mình chỉnh lại là màu đi blue đây đây chúng ta copy qua chúng ta muốn cái block này thay đổi màu thì bắt buộc anh em đâu có chỉnh ngồi đây được đâu anh em phải vào cái môi trường block á anh em chỉnh và nó chỉ gán cho nó đúng một cái thuộc tính đó thôi về một cái màu đó thôi rồi đối với cái trường hợp mà ba block anh em chỉ việc copy qua một cái mới và Đáng cho nó một cái màu anh em thấy nó rất là nhanh và rất là hay đúng không thì đó là cái trường hợp đầu tiên cái ví dụ đầu tiên đó là những cái đường line đơn giản thôi về cái hatch. cái hatch này rất là hay dùng nè ở đây mình sẽ lấy một cái ví dụ thực tế đó là trong lúc mà anh em thi công á thì sẽ có một cái dựng tiếng luôn cái dựng tiếng nó nó sẽ bao gồm khu vực đào đất khu vực lắp đất khu vực thi công móng À, khu vực đổ bê tông và khu vực bê tông đã thi công thì lúc mà à, trong cái việc mà chúng ta quy định về màu sắc á để thể hiện những cái công tác đó nó có sự khác nhau thì chúng ta sẽ gán cho nó những cái màu sắc khác nhau. Thì nó cũng là một cái block nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ chỉnh cái màu sắc nó rất là linh hoạt để phục vụ cho một số cái mục đích. Rồi, cái ví dụ tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là về đối tượng hatch. Cũng tương tự thôi, chúng ta sẽ copy qua. Đây là chúng ta đang để rân lẻ nè, chúng ta sẽ copy qua. Đó hơi to đúng không? Xét lại. Rồi, đây là đối tượng hack. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào nó và gắn cho nó một cái thiết bị một cái layer đó là layer về layer H và màu sắc đó là về đây. Rồi, chúng ta sẽ block nó lại và trong cái block đó trong trường hợp đầu tiên chúng ta sẽ để là ba layer. Chúng ta sẽ nhấn Ctrl C, Ctrl V để block nhanh đúng không? Rồi, chúng ta sẽ ba block. Và đối với hack thì cái thuộc tính quan trọng nhất vẫn là màu sắc và cái kiểu hack. Thì cái kiểu hatch này chúng ta sẽ không thay đổi được bằng ba layer hay là mà um, uh, block ba layer ba block chỉ thay đổi được những cái thuộc tính mà cái layer nó đang gắn cái layer nó đang gắn đây những cái thuộc tính này về màu sắc đường nét các kiểu thôi còn cái kiểu hát á thì nó sẽ không thể đâu được mà chúng ta sẽ xét cố định à, ví dụ để đây chúng ta sẽ hát solid đúng không và rồi sau đó trường hợp đầu tiên đó là về ba layer thì trong này chúng ta sẽ xét cho nó là ba layer thì nó sẽ đúng cái block này nó sẽ cái hát này nó sẽ đúng một cái màu của cái layer đó thôi đó anh em chọn màu red ra ngoài thì nó chỉ đúng một cái màu hát này thôi anh em sẽ không thay đổi được anh em sẽ không thay đổi được anh em muốn cái cái block này cái hát này là một cái màu khác thì anh em cũng tạo block mới luôn đây chúng ta sẽ vào block trong cái chế độ mà ba block này chúng ta sẽ chọn cái hát đó và xét cho nó đó là ba block ba block thôi và chúng ta sẽ thoát ra ngoài sau khi mà chúng ta thoát ra ngoài thì chúng ta dễ dàng thay đổi một số thuộc tính của à, thay đổi màu của cái hát đó đó rất là nhanh đúng không cái ứng dụng của cái hack á, cái ứng dụng của cái hack mà bài block á thì nó ứng dụng rất là nhiều để anh em triển khai cái bạn vẽ biện pháp thi công á về cái tiến trình mà anh em thi công. Ví dụ anh em thi xong sang tầng 1 đúng không thì anh em sẽ chuyển màu đó làm về màu xám. Rồi thi công lên sang tầng 2 thì lúc đó cái sàn mà đang thi công á anh em sẽ để một cái màu khác, rõ ràng hai cái màu đó khác nhau để thể hiện cho những cái mục đích khác nhau. Thì lúc đó anh em để ba layer thì sao anh em phải tạo nhiều cái block và xét cho nó một cái màu cố định còn đối với bài block thì anh em có thể thay đổi được cũng cái block đó mà anh em có thể thay đổi được thì lát mình sẽ lấy một cái ví dụ để cho anh em hình dung rồi tiếp theo này là về test tương tự test như thế này nè rồi chúng ta sẽ có qua đối với test thì chúng ta cũng làm tương tự thôi khi mà chúng ta click vào một cái test và trong cái mục mà color á chúng ta chúng ta sẽ block cái test này lại rồi chúng ta sẽ block cái lái test này lại rồi chúng ta sẽ ngồi thì trong trường hợp này À, trong trường hợp này rất là hay để chúng ta ba layer hay ba block để sử dụng về cái test uh, á, cái test thuộc tính á, block thuộc tính á thì cũng rất là hay để anh em tạo ra cái block đó. Rồi chúng ta sẽ có chọn vào này và chúng ta sẽ set cho nó ba layer. À, chúng ta sẽ set cho nó ba block. Ở đây mình lấy màu sắc thôi để cho anh em dễ anh dùng. Sau khi mà chúng ta xem nó lại rồi, chúng ta sẽ uh, ra cái bảng này. Đó thì màu sắc anh em có thể dễ dàng điều chỉnh theo. Rất là linh hoạt. Cái màu test này rất là hay thay đổi nè. Đó. Nó rất là hay đúng không? Rồi mình xin nói thêm cái việc mà Set layer là by block Thì trước khi mà anh em đóng lóc lại Thì anh em có thể chọn cũng được luôn Ví dụ như thế này Trước khi mà anh em đóng lóc lại á Thì anh em có thể set về những cái by layer Hay là by block Ở ngoài phía này luôn Đây chúng ta sẽ dự gán như thế này Và chúng ta sẽ chọn cho nó là by block Để chúng ta tiết kiệm đi một cái công đoạn đó là vào nó và xét cho nó bay block chúng ta xét ngồi đây luôn vẫn được sau khi mà chúng ta sẽ xem ra sẽ đóng đốc nó lại đóng đốc nhanh rồi đó đó mà sẽ chỉnh những cái thủ tướng này rất là nhanh đó là về về mình xin nói thêm thôi à mình xin nói thêm thôi đó là về test rồi tương tự đêm cũng vậy thì đêm đối với đêm này thì nó sẽ khác biệt hơn một chút đó là anh em phải xét cho nó trong cái bảng dim style á. thì cái chuỗi series uh, đêm trong autocad mình đang làm thì mình sẽ hướng dẫn sau cho anh em về cái phần đó rồi chúng ta sẽ coi nó là đêm nào on a day ISO 25 chúng ta sẽ ấn D chúng ta sẽ tìm đến ISO 25 rồi chúng ta sẽ modify nó à, thì cái ba hay block thì nó sẽ có một số đối tượng như sau trong cái phần thành phần của một cái đêm thì nó sẽ có test nè thứ hai là đường giống và thứ ba là đường dimension đường thẳng là đường extension thì à, trong này nó sẽ có về line line thấy không anh thêm thấy không color là ba block nè like tay buy block anh em để buy block hết cho mình đi rồi đó rồi buy block test cũng là ba block chúng ta nhấn ok rồi chúng ta set current nó close thì ra ngoài này anh em có thể thay đổi được rất là nhanh chúng ta không cần đóng block lại đó là đối với dim nè dim nó hơi đặc biệt một chút là chúng ta sẽ không cần đóng block lại đó rất là hay và rất là nhanh trong cái phần uh, dim trong autocad mình sẽ nói thêm cái phần này để cho anh em dễ anh dùng nhé một cái lưu ý mà anh em cần phải nắm cho mình đó là khi mà anh em set buy block á khi mà anh em set buy block thì những cái À, về cái màu sắc thôi riêng cái màu sắc thì nó sẽ để mặc định đó là về màu trắng đen anh em chú ý cho mình tại vì là đó có một số trường hợp khi mà anh em đã để bay block rồi mà anh em muốn explore nó ra mà nó quá nhiều như thế này nè đó explore nó ra mà nó quá nhiều như thế này đây thì lúc đó anh em phải chọn lại anh em phải chọn từng cái riêng lẻ như thế này và anh em set cho nó một cái màu đó là bài layer thì nó rất là phức tạp mà nó rất là mất công một chút à, trước khi mà anh em phá lóc nó ra thì anh em vào trong cái block đó và anh em để lại cho mình đó là về bài layer để khi mà chúng ta explore nó ra á nó sẽ không mất đi một cái công đoạn là anh em phải gán cho nó những cái màu sắc hoặc là những cái đường nét khác mà anh em mong muốn đó là một cái lưu ý mà mình muốn nói thêm với anh em mình sẽ lấy thêm một cái ví dụ một cái ứng dụng mà khi mà chúng ta sử dụng bài block nó rất là hay nè đó là việc mà chúng ta chúng ta sẽ, sẽ trong cái việc mà xây tường á thì sẽ có một cái khu vực là tường 200 sẽ có khu vực là tường 100, sẽ có khu vực là tường 300 thì nó sẽ quy định về màu sắc. Ví dụ, về màu đỏ là tường 200 màu xanh là tường 300 à, đúng không? thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng là buy block đầu tiên là chúng ta phải đóng block nó lại để chúng ta sử dụng ở đây mình xin tạo nhanh một cái block động mình làm nhanh luôn để cho anh em nắm nha. À, rồi à, sau khi mà chúng ta tạo ra chú ý cái màu hết này nè anh em sẽ để cho mình là buy block ta thoát ra ngoài giả sử đây rồi chúng ta có một cái mặt bằng mà trên mặt bằng đó nó có rất là nhiều loại tường ví dụ tường 200 tường tường uh, 200 mà uh, có tô có ốp gạch ví dụ vậy à, ví dụ có, ốp gạch tường thì ví dụ như vậy thì anh em sẽ quy định đó là về màu đỏ về màu xanh này là vị trí tường 200 mà nó có tô hoặc là có ốp gạch rồi tiếp theo mình sẽ có một cái mặt bằng một khu tường tiếp theo đó là tường này xuống nhưng mà cái cái phương tường này này chúng ta sẽ dán cho nó một cái màu khác mà để quy định à cái đường tường này là tường 200 nhưng mà chúng ta không tô chúng ta không xây gì hết đó là chúng ta sẽ chọn một cái màu khác ví dụ một cái màu sắc như thế này rõ ràng nó rất là linh hoạt chỉnh chỉnh sửa nó rất là linh hoạt trong trường hợp mà anh em đợi ba layer thì cái block này anh em sẽ làm như thế nào trong trường hợp mà anh em đợi ba layer thì anh em phải này, một cái block thì anh em phải tạo ra một cái block mới tạo ra một cái tạo ra một cái block mới mà cái block đó nó sẽ để màu gì nó sẽ để đó là một cái màu đỏ một cái màu khác ví dụ một cái màu như thế này ba layer đây màu xanh đó chúng ta có bị ra đó nó rất là tốn thời gian anh em hiểu không chúng ta chỉ việc tạo ra một cái block chúng ta chỉ việc tạo ra một cái block mà chúng ta sẽ để đó là bài block thì chúng ta sẽ thay đổi một số thuộc tính rất là linh hoạt phụ thuộc vào một số cái nhu cầu rất là hay vậy rất là dễ quản lý không không phải xét lại những cái gọi là về cái màu sắc cố định rất là phức tạp và rất là khó hiểu đúng không rất là mệt rồi có một điều nữa đó là khi mà chúng ta xét bài block á khi mà chúng ta xét bài block đây chúng ta sẽ kết vào này chúng ta sẽ kết vào block này để xem thử nó đang để layer gì đây những cái layer đó là 0.05 anh em nhớ nhé vẫn là cái layer 0.05 rồi chúng ta thoát ra rồi chúng ta sẽ mở bảng layer lên thì chúng ta đang xét những cái đường line những cái đường mà tạo ra cái block này trong cái block này nè là 0.05 à, khi mà chúng ta để bay block thì khi chúng ta để bay block á à, khi mà chúng ta thay đổi những cái thuộc những cái thuộc tính của cái layer này thì đối với cái chức năng by block nó sẽ không thay đổi, nó sẽ không có ảnh hưởng gì hết. Ví dụ ở đây chúng ta để là về cái màu nét, về cái color đi, chúng ta sẽ cho nó là về màu màu đỏ đi, đỏ như thế này. thì rõ ràng, thì rõ ràng khi mà chúng ta để by block thì cái màu sắc nó sẽ không thay đổi, nó sẽ không có ảnh hưởng gì hết. nó nói chung cái giá trị mà 0.05 như này, vô nghĩa. những cái thuộc tính của cái layer 0.05 này vô nghĩa, nó không có giá trị hết. tương ứng, à, tương tự như là về light, tie, kiểu nét, kiểu đúng không? nó sẽ không có ảnh hưởng gì hết nó chỉ ảnh hưởng khi mà chúng ta xét cho nó là by layer và những cái thuộc tính trong này là để là by layer thì nó sẽ thay đổi theo ví dụ đây nó sẽ thay đổi lại cái màu của layer 0.05 đó là về màu xanh thì nó sẽ thay đổi về cái màu xanh theo em hiểu không nè, màu xanh này hồi nãy mình chọn có một đường thôi thì ở đây chúng ta sẽ chọn hết đây nè nó sẽ để là by layer thì nó sẽ theo cái layer của cái layer 0.05 này chúng ta thay đổi đi đó màu sáng kiểu đó, nó sẽ thay đổi theo đó nhưng mà cái bài block nó sẽ không thay đổi nha anh em Anh em hiểu không Đó Vì vậy Vì vậy khi mà anh em muốn thay đổi một cái thuộc tính của cái layer này Mà cái block nó nó đang để cho độ là bài block Thì đầu tiên anh em phải vào cho mình cái block đó Và anh em chỉnh lại cho mình cái block cái những cái thuộc tính những cái đối tượng trong cái block này là bài layer hết nha anh em by layer hết để khi mà chúng ta thay đổi cái những cái thuộc tính của cái layer này nè nó sẽ nhảy theo đó anh em lưu ý nhé tại vì khi mà chúng ta đã phá block nó ra rồi mà những cái thuộc tính này nó thay đổi mà anh em phải chỉnh tay lại nó rất là cực thì ở đây mình có một cái block như thế này rồi chúng ta sẽ kết vào block này đang gắn cái layer đó là không à, thiết bị thi công chúng ta sẽ vào cái block này để chúng ta xem chúng ta sẽ chỉnh cái màu này lại đi một vai sau khi mà chúng ta vào cái block này rõ ràng anh trong cái block này mình đang tích hợp bởi ba layer về ba block luôn ví dụ cái hát này hát cột này nè phía bên này là chúng ta đang để ba block. hồi này chúng ta đang để là ba layer là một cái màu khác hiểu không? Rồi chúng ta đang để là ba layer thì trong này chúng ta set một cái màu cụ thể luôn đi là màu red đi. Rồi thì lúc đó chúng ta thoát ra ngoài khi mà chúng ta những cái hết mà chúng ta đang để là ba block á thì chúng ta sẽ thay đổi được cái màu và chúng ta sẽ set cho nó cái màu hồng đi. Đó anh em có thể thấy không? Đó những cái cột này là màu hồng. Chúng ta đang set là màu hồng và cái những cái layer mà những cái hết mà chúng ta đang để ba layer thì nó sẽ cố định một cái màu đó thôi đó, nó rất trong một số trường hợp mà chúng ta muốn thay đổi thì nó rất là linh hoạt đúng không đó, thay đổi màu cái màu này vẫn cố định một màu trong trường hợp nào đó mà chúng ta muốn cũng cái block này mà cái mà cái cột này nó chuyển màu thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng ba block rất là hay và rất là hiệu quả anh em thấy tính linh hoạt không chúng ta có bao nhiêu ra đi có nhiều ra đó thay đổi màu rất là nhiều màu vàng Sánh, cái ứng dụng này rất là hay trong cái việc mà chúng ta thể hiện cái trình tự của một cái biện pháp thi công đào đất hoặc là một cái trình tự thi công để thể hiện về cái màu sắc tầng khu nó đã thi công, khu đó đang thi công cái gì, khu đó đang đào móng, khu đó đang đào đất, khu đó đang đổ bê tông và khu đang bảo dưỡng bê tông thì nó phụ thuộc vào cái màu sắc rất là nhiều Ok vậy là cũng đã kết thúc video ngày hôm nay thì qua video này mình hy vọng anh em có thể hiểu một phần nào đó khi nào chúng ta sử dụng ba layer khi nào chúng ta sử dụng ba block và thì mình nghĩ anh em phải thực hành nhiều để biết được khi nào chúng ta cần sử dụng ba layer khi nào chúng ta sử dụng ba block và áp dụng vào trong từng từng cái trường hợp cụ thể thì chỉ có cái đó mới làm anh em hiểu nhanh hơn thôi và nhớ lâu Ok thì nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe và share video này đến tất cả những anh em khác mình là Đại Nguyên về các pháo Dư. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.